Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ gần 5.000 lọ kẹo và tiếp viên sủi, thành phẩm cùng số lượng lớn nguyên liệu tem nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm, máy móc phục vụ cho việc sản xuất và đóng gói hàng giả. Toàn bộ hàng hóa liên quan không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty dược phẩm có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Korea Greenlight, công ty cổ phần BBK, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kẹo 737. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ.